Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang đứng trong cái trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha. Đây là những quán cà phê ra con đường Nguyễn Thị Bảy ở ngoài kia đó cô chú anh chị, mất tầm khoảng 20 mét ha. Còn xung quanh này nè, đó trong trung tâm thì nhà cửa ở là san sát hết rồi. Một cái công viên và cũng rất là nhiều quán cà phê nằm ở vòng vòng ở đây. Rất là gần. Mình đi chừng 50 mét là mình có những cái tiện ích cũng như là quán ăn rồi quán cà phê rất là nhiều ở đây. Đó. Thì hôm nay á em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái lô đất gồm có căn nhà 2 lầu ha. Nằm trong cái con đường hẻm xe ba gác ở phía này. Thì ở đây á mình đang đứng trên cái con đường xe hơi này nè. Đó. Nhưng mà ở đây á mình xe Honda mình đi được nha. Quẹo lên quẹo xuống được. Chứ mà xe bốn bánh thì mình không đi được cái con đường này. Đó, mình phải đi qua cái hẻm phía bên này. Hẻm bên này nhà dân cũng ở rất là đông luôn cô chú anh chị. Đây mình đi ra đường Nguyễn Thị Bảy luôn đó. Phía này là cái chợ hải sản ở phía đây. Đó, mé bên tay trái của em đây. Còn mình đi quẹo tay phải thì mình ra cái công viên Nguyễn Thị Bảy ở phía ngoài này thì mất tầm chừng 150 mét là tới cô chú anh chị. Đó. Bây giờ em sẽ đi bộ vào trong cái lô đất gồm có căn nhà lầu 2 lầu nha cô chú anh chị. Đó, để quay chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì trong cái đường hẻm đây nè. Đó, mình vào mất tầm khoảng 40 mét là sẽ tới. Trong cái khu vực này thì nhà dân ở sát sát với nhau hết, không còn đất trống ở khu vực này đâu cô chú anh chị. Đó, dân cư xưa giờ ở đây rất là nhiều luôn. Ở phía trước mình á là một cái hẻm đường cùng. Đó, nhưng mà mình sẽ quẹo qua đây. Qua đây là có vài cái căn nhà của bà con mình sinh sống. Thì những bà con mình có nhà ở đây á, thì mới vào đây thôi. Chứ bình thường thì người lạ cũng ít vào đây. Nên cái an ninh ở đây cũng chặt chẽ đó cô chú anh chị. Đó, cái căn nhà mà hôm nay em xin chia sẻ cho cô chú anh chị là căn nhà này ha. Căn nhà cấp 4 gồm 2 lầu. Rất là kiên cố. Nằm trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc này. Thì trong trung tâm này là cô chú anh chị biết rồi đó, có rất là nhiều cái tiện ích cũng như là trường học rồi chợ rất là gần ở khu vực này. Nhà này thì ngang 4 mét, dài là 12,5 mét đó cô chú. Đó, tổng diện tích nó là 45 mét, là đất thổ cư toàn bộ hết ha, rồi một số riêng nữa. Đó, vị trí của lô đất nhà mình á, tính từ đây, từ cái vị trí này mình đi ra bên đây ha là 4 mét đây. Và dài ra phía sau là 12,5 mét. Và cái giá của chủ đưa ra cho toàn bộ căn nhà này á là 2 tỷ 250 triệu, và còn thương lượng nha cô chú anh chị. Trong cái dãy nhà này á, thì em thấy có 3 căn ha. Thì những bà con mình á, nếu mà sinh sống đây thì chỉ có 3 căn nhà này á, mình mới vào đây thôi. Nên an ninh của nó cũng chặt chẽ, không có người lạ nào mà vào đây cả. Rồi bây giờ thì em sẽ quay thực tế cái căn nhà này, cái tầng ở dưới ha, cho cô chú anh chị xem. Thì cửa ngoài là cửa sắt đây. Đó, cửa sắt có kiến che chắn. Nhà này là nhà mới toàn bộ nha cô chú anh chị. Đó, chưa có qua sử dụng. Thì thật đầu á, em thấy có một cái bức tranh. Đó, nó kéo dài ở từ cái này á chạy xuống tới dưới cái bếp mình luôn. Rất là đẹp luôn, gây cho mình cái ấn tượng đầu tiên. Màu sắc rất là sặc sỡ. Thì phòng khách này á bị ngang 4, bị dài chắc cũng 4 á cô chú anh chị. Đó. Ở đây cô chú anh chị mình thả một cái bộ salon ở đây đó. Rồi cái mình tiếp khách. Đó.
có nhà có xe thì mình có thể mình dẫn theo men theo cái con đường đi xuống sau này nè, mình để ở phía sau, vì ở phía sau nó khá là rộng đó cô chú anh chị. Ngay đây có những cái kệ đó, rồi chủ nhà xây á, để những cái bình bông, bình hoa hoặc là những cái vật phẩm mà mình trưng bày ở đây nè, đó rất là đẹp, nhìn vào cái căn nhà mình rất có thẩm mỹ luôn ha. Thì đèn nè, bóng đèn nè trên trần nhà là được thiết kế la phong. Nhìn ra phía trước này á, căn nhà mình á, thì cái con đường phía trước này á, là 2,7 m nha cô chú anh chị. Đường đan có cống thoát nước sẵn luôn đây nè. Đó. 2,7 m để mình vào mình đậu xe thì khá là thoải mái rồi. Mình có thể tận dụng ở phía bên hông này nè. Đó, bên đây thì bà con mình á, còn đất trống ở phía sau hè á, nên gió nó thổi từ cái hướng phía sau này nè, sau nhà của bà con mình á, vào trong cái lô nhà của mình rất là mát luôn. Đó, em đứng đây là thấy gió nó lồng lộng rồi đó cô chú anh chị. Đèn trần nhà cũng như là bên hông rồi đó, chủ nhà đã thiết kế sẵn hết rồi, nên mình về chỉ cần có sử dụng thôi ha, mình mua về chỉ sử dụng thôi. Đây là cái cầu thang được lát đá hoa cương để đi lên tầng 1, tầng 2 ở phía trên ha. Thì thành cầu thang là dùng gỗ ha, thành để mình đi lên á. Rồi kế đó là cái vệ sinh, đây phòng vệ sinh được thiết kế ngay cái chân cầu thang mình. Thì trong vệ sinh này gồm có bồn cầu, rồi lát gạch cao khoảng 1,2 m, rồi ở dưới thì lát gạch màu nhung sạch sẽ cho bà con mình đó. Rồi đi tiếp xuống làm sao, ở phía sau này á, một cái không gian khá là rộng luôn. Thì ở tầng trệt dưới này nè, em thấy chủ nhà không có thiết kế cái phòng ngủ nha cô chú anh chị, chỉ phía ngoài là phòng khách nè, rồi phía dưới này là bếp ăn, rồi một cái không gian rất là trống đây, tầm ngang 4 m, dài chắc có thể là 7 m đó cô chú anh chị. Đó là một cái bếp ăn được đặt ở cuối góc của căn nhà đó, trên vẫn có kệ ha, kệ đã thiết kế sẵn rồi, trần nhà nè đó đã đóng la phong thạch cao, đèn trần rất là nhiều ở trên đó. Thì cái không gian trống này nè, theo em thấy á, thì cô chú anh chị mình á, có thể để một cái bàn ăn ở đây, và còn một cái không gian riêng như vậy nữa nè cô chú anh chị mình, có thể là để chiếc xe ha, hai chiếc xe là vừa ở khu vực này, có thể là xe mình vào nhà đó mình không có đậu ở phía trước, phía trước chỉ để tiếp khách, hoặc mình gắn kệ tivi để mình xem đó, rồi xe mình cứ chạy xuống sau này đó đậu ngay đây thì khá là rộng rãi rồi. Và cái phía cuối cùng của lô đất mình tới đây chưa hết nha cô chú anh chị, nó còn khoảng nửa mét nữa ha, ngoài cái không gian ngoài trời và cái không gian ngoài đây đó, thì mình có thể tận dụng để phơi đồ cũng được nữa nè. Để mở ra cái cho cô chú chị mình xem rõ hơn luôn. Đó, để rác ha, để cái gì ngoài đây đó, cái không gian nhỏ của mình nè, nửa mét ở ngoài trời nè, mình lấy cái ánh sáng và gió từ phía này vào ha. Đó. Thì chủ nhà không có xây hết, chừa nửa mét, thì mình có thể mình để dọc theo cái phơi đồ đây thì gói ghém chắc cũng đủ đó cô chú anh chị. Đó. Và khi mà về đây sinh sống thì cô chú anh chị mình mở cái cửa này ra, gió nó lùa vô dữ lắm á, tại hai bên tường nó cao á, giờ nó lồng xuống á. Rồi bây giờ thì mình kết thúc
cái phần dưới tầng trệt. Bây giờ em xin lên cái phần lầu đi để cho cô chú anh chị mình nắm bắt thêm về cái căn nhà này. Cầu thang là tay vịn cầu thang này được dùng bằng gỗ nha cô chú anh chị. Đó. Ở dưới lát đá hoa cương. Rồi cái tầng 1 của cái căn nhà này á cũng được dán một cái bức một bức tranh phong cảnh rất là đẹp luôn. Mình vừa lên cầu thang là đã thấy rồi. Đây toàn bộ ha, phong cảnh rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Về lên là thấy ấn tượng liền. Và ở đây thì chia ra hai bên. Bên phía trước nè, một cái phòng ngủ gồm có giường nè, tủ có sẵn luôn, và màn nữa nè cô chú anh chị. Đó màn ha, màn có sẵn. Đó mình kéo xuống nhìn xuống tầng dưới nè. Để em mở ra cho cô chú chị xem ha. Mở ra là khá là mát mẻ thoải mái luôn. Đó nhìn xuống cái phía đường của mình ở dưới đây. Đó ra ngoài đó. Phía này là cái không gian nhà trống của phía sau của căn nhà. Gió thổi từ cái hướng này mình vào căn nhà mình rất là mát luôn cô chú anh chị. Bên đây một cái cửa sổ của căn nhà mình. Rồi mình đi vào ha. Thì cái không gian phòng ngủ này nè, nếu mà cô chú anh chị mình đón gió từ ở phía ngoài vào với ánh sáng vào là cũng đủ mát cho căn phòng này rồi. Nếu mà mình không có điều kiện để lắp máy lạnh ha. Thì căn phòng này bề ngang 4, bề dày chắc cũng 4,5 m cô chú anh chị. Đó thì nó cũng khá là rộng cho một cặp vợ chồng sống và ngủ ở đây. Rồi kế đó là cái cầu thang nãy nè, mình đi lên nè. Bây giờ mình đi qua là một cái toilet. Và toilet này thì em thấy có cái máy nước nóng này luôn nha. Đó một cái máy nước nóng, rồi toilet, rồi kiến. Đó, đầy đủ những cái tiện ích cũng như nhu cầu cho mình đi vệ sinh. Và tất cả đều là cái đồ mới hết nha cô chú anh chị, kể cả vòi sen này nọ hết. Đó chổi lau nhà có đầy đủ hết, đều là đồ mới hết. Và khi mà cô chú anh chị mình sở hữu cái căn nhà này đồng ý giá cả thỏa thuận hết rồi thì những cái vật phẩm gì trong căn nhà này đều tặng lại cho chủ hết nha, chủ không lấy gì cả. Đây có một cái tấm nệm đây nè. Đó một cái tấm nệm y như cái phòng đầu tiên của mình đó. Đó cái tấm nệm này thì bên đây đất mình nó hơi xéo bên đây tí xíu nên cái căn phòng này đó thì diện tích bên đây nó ngắn hơn bên đây tí xíu nè. Đó bên đây thì tầm khoảng là 5 m đó cô chú anh chị, còn bên đây khoảng 4 m ha. Đó rồi ở đây được bố trí một cái tấm rèm cửa và một cái cửa sổ ở đây. Nếu mà chiều của chú anh chị mình mở ra rồi đón gió với ánh nắng vào là rất là mát mẻ cho căn phòng của mình. Và tường thì được dán ha, được dán tường những cái hoa văn rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Những cái miếng dán tường dán toàn bộ hết cái không gian tường của mình luôn đó. Rồi trên trần thì được thả thạch cao. Đó rồi trang trí trần nhà rất là đẹp mắt, bóng đèn đồ này kia bố trí rất là hợp lý luôn. Rồi vậy là mình đã xong cái tầng 1 rồi. Thì tầng này là hai phòng ngủ, một cái toilet. Rồi tiếp đó thì mình đi lên tầng ở trên này luôn. Cầu thang này
được bố trí là đèn luôn nha cô chú anh chị, nó có đèn hết, tay vịn tất cả đều bằng gỗ hết cả, dưới thì lát đá hoa cương. Rồi mình vừa lên là mình thấy một cái cũng như một cái cầu, một cái bức tranh cũng như mình lên một cái cầu khác gì đó rất là đẹp ha, có những đóa hoa sen nữa nè. Đó thì phun hết bức tranh này, dán là phun tường hết luôn nha cô chú anh chị. Đó rồi đây là cái phòng ngủ nhất nè, ở bên ngoài vào nè. Đó thì vẫn có tủ nha cô chú anh chị, nãy giờ em thấy hai cái phòng ở dưới có hai cái tủ, rồi chắc hai phòng trên đây cũng hai cái tủ luôn cô chú anh chị ơi, tủ mình đựng quần áo ha, và một cái giường, và một tấm nệm mới hoàn toàn hết, nệm là mới hoàn toàn hết nha cô chú anh chị. Rèm cửa đầy đủ ở trên phía hai cái tòa nhà này đó, ngoài cửa nè, sáng à. Gió rất là mát khi mà cô chú anh chị mình về để ở đó, gió thổi vào cô chú anh chị cần mở cửa ra là rất là mát mẻ luôn. Ở phía ngoài này á, những chiếc xe mà đang đậu đó cô chú anh chị, là ngay cái công viên á, với quán cà phê ban nãy đó em đứng em chia sẻ ban đầu á cô chú anh chị. Đó một cái không gian ha, ở trong thị trấn Cần Giuộc này. Rồi bên phòng này thì những miếng dán tường full hết toàn bộ cái căn phòng mình, thì cũng bằng với lại cái căn phòng đầu tiên ban nãy mà mình đã xem. Kế đến là cái toilet luôn, thiết kế y như là cái tầng 1 của mình. Thì phía trên này vẫn có đầy đủ dụng cụ để mình cho một cái nhà vệ sinh đó, nhưng mà ở đây thì không có máy nước nóng, chỉ có tầng 1 là có nha. Rồi mình qua cái phòng thứ tư, và cái phòng này cũng y chang như phòng ban nãy nữa cô chú anh chị ơi, phòng tầng 1 mà phòng thứ hai ban nãy, rèm cửa rồi dán miếng dán tường, đèn điện đầy đủ, giường chiếu nệm đó, giờ trên trần nhà thì bóng đèn. Đây có một cái cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khi mà chiều của chú chị mở ra là mát rồi, khỏi phải bàn luôn. Đó như vậy là em thấy trước tiên á cô chú anh chị mình mua cái căn nhà này nè, đó là cô chú anh chị mình không cần phải mua gì nhiều về cái những cái đồ dùng tiện ích cho gia đình mình, kể cả giường nè, nệm nè, rồi đồ đựng quần áo đó, mỗi phòng đều có tủ đựng quần áo riêng hết. Vừa rồi là mình vừa tham quan xong hai cái tầng lầu của căn nhà này, thì bây giờ em đang đi xuống cái tầng trệt ở dưới này, và em cũng xin nhắc lại toàn bộ cái thông tin của cái lô cái căn nhà này cho cô chú anh chị mình nắm rõ một lần nữa nha. Đó thì cái lô đất này á là ngang 4 m, dài 12,5 m, thì tổng diện tích của cái lô đất này là 45 m, gồm có căn nhà lầu một trệt hai lầu ha. Đó thì rất là kiên cố luôn, gồm căn nhà đó thì gồm có một phòng khách nè, một cái bếp ăn nè đó, rồi ba cái toilet, bốn cái phòng ngủ đó, đủ cho bà con mình á, có anh em đông hoặc con cháu đông thì về đây ở sinh sống là khá là thoải mái rồi đó cô chú anh chị. Đó thì giá bán của cái toàn bộ diện tích cũng như cái căn nhà này đó là 2 tỷ 250 triệu, và còn thương lượng nha, thì một cái vị trí rất là đắc địa luôn, mình nằm ngay cái trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc này, và cô chú anh chị mình á hưởng được rất là nhiều cái tiện ích nơi đây đó, cũng như là cô chú anh chị mình á đi khoảng 300 m là sẽ tới cái chợ hải sản nè,
chợ hải sản Cần Giuộc, một ngôi chợ rất là lớn, bán rất là nhiều đồ luôn ha. Rồi công viên, biển máy xanh, ngân hàng đó. Rồi ngoài ra đó, trường trung học, trường mẫu giáo, trường tiểu học, mầm non gì đều xung quanh đây có cả. Cô chú anh chị mình á, khi mà đi mua đồ tiện ích cũng như là vật phẩm, rồi văn phòng phẩm á, có nhà sách nè đó, rồi siêu thị, rồi bách hóa xanh đó, rất là nhiều ở đây. Chỉ trong vòng nửa cây số thôi, cô chú anh chị mình sẽ có những cái nhu cầu đó cho mình liền đó, rất là tiện ích ha. Rồi thì cái video của em chia sẻ hôm nay thì gửi đến cô chú chị mình, nếu mà cô chú chị mình muốn tham khảo nhiều cái bất động sản chính chủ hơn nữa thì cô chú chị mình có thể là đăng ký kênh chợ Long An để cô chú chị mình cập nhật được nhiều bất động sản mới nhất và sớm nhất trên kênh ha. Còn cái video em tới đây thì xin chào tạm biệt cô chú chị mình, hẹn gặp lại cô chú chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.